Lý Nhã Kỳ sở hữu khối tài sản 17 triệu đô, báo Singapore Hồng Kông phải choáng ngợp. Tờ South China Morning Post vừa có bài viết về mở chảnh Lý Nhã Kỳ, gọi cô là đại gia khét tiếng trong showbiz Việt. Ở tuổi 40, cô sở hữu khối tài sản 17 triệu đô với nhiều bất động sản đắt giá, du thuyền, xế hộp siêu sang cùng bộ sưu tập kim cương đồ hiệu đáng mơ ước. Hôm 24 tháng 1, Lý Nhã Kỳ trở thành nhân vật chính trong một bài viết được SCMP đăng tải. Trang tin có trụ sở tại Hồng Kông ví người đẹp là Kim Kardashian của Việt Nam và khui cuộc sống sang chảnh hào nhoáng của nữ đại gia V-Biz. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đã gây dựng nên một đế chế riêng, đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, đầu tư, trang sức và thời trang. Cô như một bà hoàng với khối tài sản ước tính 17 triệu đô, gần 385 tỷ đồng. Lý Nhã Kỳ hiện sở hữu hàng loạt bất động sản khủng trải dài từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Đà Lạt, Vũng Tàu. Mới đây, cựu đại sứ du lịch Việt tiết lộ dinh thự mới của mình được sửa sang xây từ một tòa chung cư 25 tầng và khiến dân tình choáng ngợp vì sự xa hoa hoành tráng. Cơ ngơi của nữ nghệ sĩ mang tông trắng chủ đạo, mọi ngóc ngách trong nhà đều được trang bị nội thất cao cấp với nhiều khu vực được sử dụng với các mục đích khác nhau. Một trường quay có đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp, phòng karaoke, khu giải trí. Người đẹp chính ít còn thuê hẳn đầu bếp riêng để chuẩn bị những bữa ăn đúng ý chủ nhân và một chuyên gia cắm hoa giúp cô làm đẹp cho căn nhà của mình mỗi ngày. Trước bất động sản khủng này, sao phim Tình Yêu Còn Mãi đã có thời gian sống trong một biệt thự xa hoa khác ở Sài Gòn với kiến trúc hoàng gia. Cơ ngơi này của người đẹp nổi bật với sắc vàng chủ đạo và khiến người xem choáng ngợp với không gian rộng mênh mông lại sang trọng đẳng cấp với nội thất nhập khẩu từ châu Âu và kiểu trang trí mạ vàng. Bên cạnh hai căn nhà hoành tráng ở thành phố Hồ Chí Minh, Lý Nhã Kỳ còn sẵn sàng chi tiền xây biệt phủ 10.000 m2 ở Vũng Tàu để tặng mẹ. Ngôi nhà mang đậm kiến trúc Việt Nam với loạt nội thất được làm từ gỗ quý và lợp ngói đỏ. Người đẹp phim Kiều Nữ và Đại Gia cũng cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng với 16 biệt thự theo phong cách châu Âu, một trang trại trồng các loại hoa rau củ ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ngoài nắm trong tay hàng loạt bất động sản khủng, Lý Nhã Kỳ còn là chủ nhân của chiếc du thuyền Paraty 360 với giá 4,4 triệu đô, gần 100 tỷ đồng vào năm 2016. Còn cưng của nữ nghệ sĩ quyền lực được trang bị tiện nghi như một ngôi nhà hạng sang với phòng khách, phòng ăn, phòng giải trí, quầy bar và 3 cabin giường. Tất cả đều được tô điểm bằng nội thất trang nhã hiện đại. Trả lời truyền thông, sao nữ cho biết cô sử dụng du thuyền để đưa gia đình đi ngắm hoàng hôn dọc sông Sài Gòn hay tiếp những vị khách quan trọng. Không chỉ có du thuyền triệu đô, Lý Nhã Kỳ còn là chủ nhân của chiếc Rolls Royce Ghost trị giá 1,8 triệu đô, hơn 40,7 tỷ đồng. Người đẹp sử dụng phương tiện để đi lại trong thành phố, phục vụ cho công việc, sự kiện hay các cuộc họp kinh doanh. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu một chiếc Jaguar F-Type R Convertible có giá khoảng 500.000 đô, hơn 11,3 tỷ đồng. Bên cạnh dinh thự triệu đô cùng du thuyền và loạt xe sang, Lý Nhã Kỳ còn được biết đến là một tay chơi hàng hiệu khét tiếng khi sở hữu kho túi xách quần áo khiến bao cô gái khao khát. Cô từng gây choáng khi khoe bộ sưu tập Hermès Birkin đủ màu sắc, kích cỡ hay mang những chiếc túi đến từ các nhà mốt xa xỉ Chanel, Dior, Louis Vuitton. Nữ diễn viên không ngại vung tiền mua cả một bộ sưu tập nếu trái thích một món nào trong đó. Người đẹp từng tiết lộ nếu một bộ sưu tập có 15 màu, cô sẵn sàng chi tiền để mua trọn 15 màu. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, mỹ nhân gốc Vũng Tàu lại chiếm trọn spotlight với vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ trong những thiết kế cao cấp đến từ những tên tuổi đình đám của làng mốt quốc tế như Jacques Rebecca, Alexis Mabius, Alexander McQueen. Biệt thự xe sang đồ hiệu nhiều không đếm xuể, nhưng thứ Lý Nhã Kỳ đam mê hơn cả có lẽ là kim cương. Để thỏa mãn niềm đam mê của mình, Lý Nhã Kỳ đã lấn sân sang mảng kinh doanh trang sức và gặt hái được nhiều thành công. Hồi 2011, sau phim Mùa Hạ Lạnh cho ra mắt Lin Hai Jewelry Diamond Boutique, chuyên phân phối trang sức từ Darisogono, Paolo Piovan, Rivoli Jewelry và Starino. Không lâu sau, cô cũng giới thiệu dòng kim cương của riêng mình, Lin. Không chỉ gây choáng ngợp với cuộc sống vương giả, Lý Nhã Kỳ còn khiến bao người ngưỡng mộ khi có mối quan hệ với hàng loạt nhân vật có tiếng tăm ở châu Á. Cô thân thiết với diễn viên Sa Thi Mạn, đồng thời có dàn bố mẹ nuôi anh nuôi giàu có quyền lực. Tỷ phú Ấn Độ Nitin Sas, tỷ phú Hồng Kông Ali Chiu, Madam Wong, giám đốc điều hành tập đoàn Enigma châu Á-Thái Bình Dương, chính trị gia doanh nhân Philippines Shavit Singson, vua ngọc Son Fenhu. Chưa dừng tại đó, vài giờ sau, tờ báo Singapore chuyên về bất động sản cũng đăng bài lớn về kiều nữ hàng đầu Việt Nam. Báo viết Lý Nhã Kỳ không chỉ nhiều tiền mà còn giàu lòng nhân ái. Cô là một nhà từ thiện nổi tiếng và đóng góp một cách hào phóng cho cộng đồng của mình. Thông qua công ty Link Group của mình, Lý Nhã Kỳ đã xây dựng Quỹ Phát triển Giáo dục Sức khỏe Việt Nam vào năm 2011, tổ chức các hoạt động từ thiện như phát triển nông thôn, xây dựng trường học và phẫu thuật mắt cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Cô cũng là đại sứ cho Operation Smile tại Việt Nam và đại sứ du lịch Việt Nam. Về độ xa hoa, trang tin này cũng liệt kê như SCMP, bổ sung bên cạnh dinh thự cá nhân và biệt thự mà cô xây cho mẹ. Lý Nhã Kỳ còn sở hữu một khu nghỉ dưỡng sang trọng trị giá hàng triệu đô la ở Đà Lạt, rộng 75.347 m2, bên cạnh một trang trại rau quả hữu cơ.
Hoạt động mới nhất, nữ diễn viên người thành lập Lin Entertainment trực tiếp sản xuất series mở chảnh, thoát sâu trò chuyện cùng các nghệ sĩ tên tuổi gây chú ý trên nền tảng YouTube.